Hi-Fi Channel xin chia sẻ ở Hạ Long về buổi đêm nên đi chơi ở đâu. Hạ Long sở hữu vẻ đẹp non xanh nước biếc mà thiên nhiên ban tặng khiến du khách gần xa phải lưu luyến không quên. Nếu ban ngày, Hạ Long được ví như một bức tranh tiên cảnh với núi non trùng điệp và vẻ đẹp nên thơ thì về đêm Hạ Long được ví như một cung điện xa hoa tráng lệ, lộng lẫy khác hẳn vẻ trầm mặc ban ngày của nó. Những con phố lên đèn, những cảng biển, những cây cầu ban đêm đều trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Làm sao để tận hưởng hết vẻ đẹp này? Chắc chắn bạn phải lang thang khắp các con phố, ăn những món ăn chỉ về đêm mới có. Và dưới đây là những địa điểm du lịch về đêm tuyệt đẹp mà bạn nên biết. 1. Phố ẩm thực thơ mộng bên bờ vịnh Hạ Long. Nếu bạn muốn tìm một địa điểm ăn uống có không gian gần biển thì hãy đến phố ẩm thực đêm Hạ Long. Tại đây, bạn sẽ được ăn những món ăn hải sản thơm ngon trong không gian biển đêm lãng mạn. Từ khi mở cửa vào năm 2014 đến nay, phố ẩm thực đêm Hạ Long trở thành điểm dừng chân ăn uống buổi tối được nhiều du khách biết đến. Phố ẩm thực bao gồm hơn 80 gian hàng bán đủ loại hải sản và món ăn địa phương. Nơi đây bày bán đầy đủ các đặc sản Hạ Long như ngán, bề bề, tôm hùm, hàu, được nướng mỡ hành, xào hay hấp. Đặc biệt, bên trong phố ẩm thực đêm còn có những gian hàng bán đủ các loại ốc. Với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng trên đĩa, du khách có thể thưởng thức hàng chục loại ốc đủ hương vị được nướng hay xào me rất hấp dẫn. Một trong số những món nổi tiếng nhất là hàu nướng chấm muối ớt hoặc mù tạt thưởng thức cùng bia. 2. Câu mực đêm trên vịnh Hạ Long. Đến với Hạ Long, một trong những lý do không thể chối từ của khách du lịch khi ngủ đêm trên du thuyền Hạ Long chính là hoạt động câu mực đêm. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi trên du thuyền hóng gió biển, sóng lênh đênh cùng những ánh đèn vàng, ngồi nướng mực thơm phức và chuyện trò với bè bạn. Thêm một chút rượu, chút bia, chút hương nồng của biển, tận hưởng thành quả của mình vị ngon cũng trở nên rất khác. Trải nghiệm thú vị này thu hút khách du lịch Việt Nam và đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. 3. Khu phố cổ Bãi Cháy là một đất nước nghìn năm văn hiến. Người ta hay nhắc tới phố cổ Hà Nội hay phố cổ Hội An như để tự hào về nét cổ kính của mảnh đất hình chữ S. Dường như bạn đã quá quen thuộc khi nhắc đến nó, thì gần đây xuất hiện một cái tên khá mới phố cổ Bãi Cháy. Little Việt Nam là sự tái hiện lại vẻ đẹp trường tồn qua việc mô phỏng kiến trúc cũng như lối sống, kinh doanh truyền thống của Hà Nội 36 phố phường và đô thị cổ Hội An. Một bên là phố đi bộ tái hiện lại hình ảnh của phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội và một bên là phố hiện đại dành cho kinh doanh buôn bán, các phương tiện di chuyển. 4. Vòng quay mặt trời. Cáp treo Nữ Hoàng sẽ giúp bạn di chuyển đến vòng quay mặt trời ở độ cao 215m so với mực nước biển. Tại đây, bạn có thể thu chọn vẻ đẹp của toàn bộ khung cảnh thành phố vịnh trong tầm mắt. Những ánh đèn lung linh từ vòng quay phát ra cùng với ánh sáng huyền bí từ cầu Bãi Cháy tạo nên một bức tranh huyền ảo. Hành trình sẽ là đi cáp treo Nữ Hoàng và ngồi săn win ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao, sau đó khám phá khu vui chơi săn win gồm khu trưng bày tượng sáp, khu vui chơi trẻ em Kindoland, vườn Nhật Bản, thế giới game, giờ mở cửa 14:22 trên TU thứ đến thứ, 9:22 trên THU 7 và chủ nhật, giá vé 350.000 VND trên người lớn, 250.000 VND trên TREM. Hi-Fi Channel là kênh thông tin sản phẩm, du lịch, dịch vụ được update và đổi mới từng ngày. Đăng ký và nhấn nút chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa các bạn nhé.